Chóng mặt là tình trạng mất thăng bằng tạm thời do nhiều nguyên nhân như thiếu máu, hạ đường huyết, mất nước hoặc thiếu dưỡng chất. Một số thay đổi trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm chóng mặt hiệu quả tại nhà. 1. Uống đủ nước. Mất nước là một nguyên nhân gây chóng mặt thường gặp. Khi cơ thể thiếu nước, lưu lượng máu giảm đi, dẫn đến giảm cung cấp oxy cho não, từ đó gây chóng mặt. Hãy uống đủ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày. Bạn có thể bổ sung nước bằng cách Uống nước lọc, nước ép trái cây tươi hoặc nước dừa. 2. Ăn đủ đường và các bo hydrate. Hạ đường huyết có thể gây ra chóng mặt, run rẩy và mệt mỏi. Để duy trì mức đường huyết ổn định, bạn nên ăn các bữa nhỏ trong ngày, kèm theo các loại thực phẩm có các bo lành mạnh. Thực phẩm giàu các bo hydrate, khoai lang, gạo lứt, ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì đen và trái cây như chuối, táo. 3. Tránh thực phẩm nhiều muối. Muối có thể gây giữ nước và tăng huyết áp, dẫn đến chóng mặt, đặc biệt đối với những người có tiền sử bệnh Meniere, một loại rối loạn tai trong. Hạn chế ăn mặn giúp kiểm soát các triệu chứng liên quan đến chóng mặt. Hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh và các loại thực phẩm đóng hộp có hàm lượng muối cao. 4. Bổ sung gừng vào bữa ăn. Gừng từ lâu đã được biết đến như một loại thực phẩm tự nhiên giúp giảm chóng mặt và buồn nôn bạn có thể thêm gừng vào các món ăn hàng ngày hoặc pha trà gừng để uống. Hãy thử uống trà gừng vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn để giảm cảm giác chóng mặt và buồn nôn. 5. Tránh cà phê in và rượu Cà phê in và rượu có thể làm mất nước và gây kích thích hệ thần kinh, khiến tình trạng chóng mặt trở nên tồi tệ hơn. Hãy hạn chế hoặc tránh tiêu thụ các loại đồ uống có chứa cà phê in như cà phê, trà đen, soda, cũng như rượu. Chúc bà con nhiều sức khỏe! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.